Ngư dân Việt Nam răng lưới bắt được tàu ngầm ở Hoàng Sa. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc tàu ngầm lớp CA092 của Trung Quốc nổi lên gần một nhóm tàu cá Quảng Ngãi tại quần đảo của Hoàng Sa vào tháng 9 năm 2019. Nếu dùng Google kiểm tra cũng như dùng Forensics để dò thì xác định mức độ đáng tin của tấm hình này là 63%. Nếu tấm hình này là thật thì cùng với video clip tàu sân bay Liêu Linh thì đây sẽ là hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trên Biển Đông, cụ thể là ở Hoàng Sa, do ngư dân Việt Nam chụp ở cự ly rất gần. Con tàu này sau khi thăm dò tình báo ở Biển Đông đã nổi lên và đụng trúng ngay tàu cá Quảng Ngãi của ngư dân đang đánh bắt cá. Đáng chú ý, con tàu này được nhiều người đặt tên là tàu ngầm bí ẩn nhất Trung Quốc và còn đồn đoán cho rằng nó bị bốc cháy và chìm năm 1985. Ít ai biết được đây được xem là chiếc tàu ngầm hạt nhân thảm họa của Hải quân Trung Quốc. Vì sao vậy? Được biết dự án phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Thai 092, lớp CIA, được cho là tốn nhiều công sức và tiền bạc của nước này, nhưng kết quả chỉ là nỗi thất vọng cho Bắc Kinh. Trong thập niên 1980, Trung Quốc nỗ lực hiện đại hóa lực lượng dân đe hạt nhân, trong đó có việc đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Thai 092, lớp CIA. Tuy nhiên dự án tốn rất nhiều tiền này lại bị coi là một thảm họa khi các tàu ngầm lớp Sia không thể được biên chế sau 20 năm, theo National Interest. Bản phát thảo đầu tiên hoàn thành vào tháng 10 năm 1967 với mật danh Thai 09 nhằm chế tạo hai tàu ngầm lớp tấn công Thai 091 và Thai 092. Chiếc tàu ngầm lớp Sia đầu tiên được hạ thủy vào năm 1981 và ra khơi sau đó 2 năm. Tàu ngầm lớp Sia dài 120m, rộng 10m, dẫn nước khi lặn 6.500 tấn Tàu có thủy thủ đoàn 140 người có thể lặn sâu đến 300 m với tốc độ hành trình 40 km h nhờ trang bị một lò phản ứng hạt nhân công suất 90 MW. Lớp thai 092 được thiết kế để mang 12 tên lửa đạn đạo Zulang GL-1, phiên bản sử dụng nhiên liệu rắn có tầm bắn 1.770 km và trang bị đầu đạn hạt nhân có sức công phá 250 kiloton. Loại tên lửa này lần đầu bắn thử nghiệm vào tháng 9 năm 1982 trên biển Hoàng Hải nhưng kết quả thu được rất thất vọng. Tàu ngầm bí ẩn Trung Quốc bật vô âm tín tưởng đã bốc cháy và chìm. Bản thân Thai 092 không coi là thành tựu quân sự của Trung Quốc bởi việc đóng tàu gặp quá nhiều khó khăn, vượt quá khả năng đóng tàu ngầm của nước này. Tàu đi vào vận hành năm 1983 nhưng gặp nhiều vấn đề liên quan đến độ tin cậy và nguy cơ dò dỉ phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân trên tàu. Ngoài ra tàu ngầm lớp CIA được coi là có độ ồn lớn nhất trong số các tàu ngầm của Mỹ, Trung, Liên Xô khiến nó dễ bị phát hiện và theo dõi. Tàu ngầm lớp CIA thực hiện đúng một chuyến tuần tra và không bao giờ ra khơi sau đó khiến nhiều người đặt tên cho nó là tàu ngầm bí ẩn nhất Trung Quốc và còn đồn đoán cho rằng nó bị bốc cháy và chìm năm 1985. Thậm chí có người cho rằng tàu ngầm này có thể chưa bao giờ ra khỏi lãnh hải Trung Quốc Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn vì sự xuất hiện của nó ở Biển Đông vào hồi tháng 9 năm 2019. Vậy bức hình được lan truyền trên mạng liệu có thật là tàu ngầm lớp Thai 092, tức lớp Sia? Nếu đó là thật và theo thông tin về loại tàu ngầm thảm hại thì sự xuất hiện của nó trên Biển Đông liệu có phải là mối lo lắng cho người Việt Nam? Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thai 092 sau một thời gian dài cũng làm dấy lên nhiều hoài nghi phải chăng Trung Quốc đã cải tạo thành công loại tàu ngầm này và đang cho thử nghiệm ở Biển Đông? Con tàu này liệu có thăm dò được những thông tin tình báo gì và có xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của ta hay không? Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc sợ vướng lưới ngư dân. Báo Forbes của Mỹ vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 cho biết, các ngư dân Việt đã vô cùng bất ngờ khi một tàu ngầm khổng lồ 11.000 tấn của Trung Quốc bỗng nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt ở gần Hoàng Sa. Sự cố này xảy ra từ tháng 9 nhưng gần đây mới được mạng xã hội tiết lộ. Đó là một tàu ngầm thuộc lớp tấn Jin Class 094 là loại tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất của Trung Quốc, trang bị hỏa tiễn đạn đạo. Trung Quốc hiện có 6 chiếc tàu loại này tại căn cứ ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, cách Hoàng Sa không đầy 200 hải lý. Các tàu ngầm nguyên tử loại này dễ lặn sâu dưới lòng biển trong nhiều tháng trời, giống mình dưới những ngọn sóng trong suốt thời gian hoạt động. Việc chiếc tàu ngầm phải nổi lên giữa những con tàu của một quốc gia khác là điều bất thường, cho thấy có một tình huống trầm trọng đã xảy ra, khiến cho con tàu này phải hy sinh ưu thế nổi trội của mình là chức năng hoạt động ngầm. Tàu báo Mỹ nhắc lại, hồi năm 1984, một tàu ngầm Liên Xô đã bị dính vào lưới của một tàu đánh cá Na Uy, sau nhiều giờ vùng vẫy mà không thoát, chiếc tàu ngầm đành phải trồi lên mặt nước và bị lộ tẩy là đang hoạt động ở ngoài khơi các nước NATO. Tại hơn nữa, vào năm 1990, một tàu ngầm Anh bị vướng lưới cá của một chiếc tàu ngoài khơi Scotland, khiến bốn thủy thủ tử nạn. Forbes cho rằng chiếc tàu ngầm Trung Quốc có thể bị dính lưới của các tàu cá Việt Nam hoặc nghi ngờ là bị ngăn trở bởi lưới đánh cá nên đã trồi lên để tránh bị nạn. Điều mỉa mai là nguy cơ từ lưới đánh cá có thể là yếu tố quyết định đối với tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc qua lại những vùng biển đông đúc tàu thuyền như Biển Đông và Biển Hoàng Hải. Trung Quốc truy đuổi tàu cá Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam. Hà Nội lại một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền của họ trên Biển Đông sau khi ba tàu Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam trong vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam. Truyền thông chính thống của Việt Nam cho biết một tàu cá Bình Định số hiệu BD91386TS bị ba tàu Trung Quốc ngăn cản không cho đánh bắt cá tại khu vực cách tỉnh Khánh Hòa 112 hải lý một vụ việc tương tự xảy ra vào hồi tháng 8 khi một tàu cá của ngư dân Bình Định cũng bị tàu Trung Quốc truy đuổi khi đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Trường Sa. VN Express và Tiền Phong, trích nguồn tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu, cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết hôm 5 tháng 10, các cơ quan chức năng đã triển khai biện pháp hỗ trợ tàu cá Bình Định 91386 đánh bắt hải sản hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ được VN Express trích lời nói rằng sự việc ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Bình Định là vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng độc quyền kinh tế. Vùng độc quyền kinh tế theo quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 bao gồm các khu vực biển kéo dài từ bờ biển tới 200 hải lý, tương đương với 370 km ngoài biển. Theo đó, các nước có quyền khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng độc quyền kinh tế của mình. Vụ việc này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc điều cano tới ngăn cản hoạt động trục vớt tàu cá Việt Nam bị lâm nạn ở quần đảo Hoàng Sa hôm 3 tháng 10. Cũng theo truyền thông Việt Nam, trước đó hôm 1 tháng 10, một tàu Trung Quốc đã từ chối cứu hộ 12 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá lâm nạn ở Hoàng Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Hồi tháng 3 vừa qua, một tàu Trung Quốc đã đâm và đánh chìm một tàu cá Việt Nam từ Quảng Ngãi khi tàu này đang đánh bắt ở nơi được coi là ngư trường truyền thống của họ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã giao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc đền bù thích đáng cho ngư dân Việt Nam. Đầu tháng 5 năm nay, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương thông báo thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kéo dài hơn 3 tháng ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc khi cho rằng quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc. Hàng năm, từ năm 1999 đến nay, Trung Quốc đều đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông, nơi nước này tuyên bố chủ quyền bằng đường chín đoạn, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm ngăn cản hoạt động khai thác dầu khí mà Hà Nội đang hợp tác với các đối tác nước ngoài. Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc tàu của Trung Quốc cùng với các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong khi Bắc Kinh nói tàu của họ hoạt động hợp pháp trong vùng biển của nước này. Hồi tháng 3 vừa qua, một tàu Trung Quốc đã đâm và đánh chìm một tàu cá Việt Nam từ Quảng Ngãi khi tàu này đang đánh bắt ở nơi được coi là ngư trường truyền thống của họ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã giao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc đền bù thích đáng cho ngư dân Việt Nam. Đầu tháng 5 năm nay, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đơn phương thông báo thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kéo dài hơn 3 tháng ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và một phần vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc khi cho rằng quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc. Hàng năm, từ năm 1999 đến nay, Trung Quốc đều đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông, nơi nước này tuyên bố chủ quyền bằng đường chín đoạn, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm ngăn cản hoạt động khai thác dầu khí mà Hà Nội đang hợp tác với các đối tác nước ngoài. Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc tàu của Trung Quốc cùng với các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong khi Bắc Kinh nói tàu của họ hoạt động hợp pháp trong vùng biển của nước này.